Chào mừng các bạn đến với Kem Tràng Tiền, một trong những thương hiệu kem được vinh danh trong danh sách top 13 thương hiệu kem huyền thoại trên toàn cầu. Kem Tràng Tiền, ra đời từ năm 1958 tại Hà Nội, đã trở thành biểu tượng ẩm thực với hương vị đặc trưng và chất lượng tuyệt vời. Với hơn 60 năm lịch sử, Kem Tràng Tiền đã chiếm được lòng tin của hàng triệu khách hàng và đạt nhiều giải thưởng danh giá trong ngành thực phẩm. Hiện nay, Kem Tràng Tiền đã có hơn 200 đại lý trên toàn quốc, từ Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, và mới nhất là tại thành phố Sơn La. Dù mở rộng thị trường nhưng nơi sản xuất chính vẫn ở Hà Nội, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được duy trì ở mức cao nhất. Hãy đến và trải nghiệm hương vị tuyệt vời của Kem Tràng Tiền ngày hôm nay. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0325 192 668 để biết thêm chi tiết. Chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn. Kem Tràng Tiền là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích hương vị kem truyền thống và chất lượng vượt trội. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức và trải nghiệm tuyệt vời từ Kem Tràng Tiền.